Vâng, hôm nay đất Nhật Bình Đắk Lắk em xin phép được quay gửi đến cho quý anh chị, quý bà con, các bác một lô đất ở tiền quốc lộ 27, trung tâm thị trấn Liên Nghĩa, thị trấn của huyện Lắk, thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk. Đây là khu kinh doanh buôn bán sầm uất, quý vị nha. Đây đại lý vật liệu xây dựng này, đại lý vật liệu xây dựng rất là lớn. Khu vực đây kinh doanh nhiều ngành nghề cho quý vị nhé. Trung tâm huyện Lắk, thị trấn Liên Sơn. Đây là mặt tiền quốc lộ 27 này, hướng mặt tiền quốc lộ 27 hướng tây em chỉ đây là đi Đà Lạt nha quý vị nhé. Đó, hướng tây em chỉ đây là đi Đà Lạt này, mặt tiền quốc lộ 27. Đấy, em bay gửi đến cho quý vị, cho bà con bác một lô đất nền với diện tích ngang 12 mét, ngang 12, nhưng mà chiều sâu cái lô này thì hơi giới hạn, chiều sâu trừ lộ giới đường này quy hoạch là 50 mét này, trừ sau khi trừ lộ giới đi rồi thì còn 12 mét thôi, là 12 x 12. Giá gia chủ đưa ra là 360 triệu trên 1 mét ngang nha quý anh chị nha, thổ cư 100%. Khu vực đây kinh doanh buôn bán tốt, cực kỳ ok. Mặt tiền quốc lộ 27, thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk. Đây quý vị này, đây nha, lô đất của mình là từ cái tiệm sửa xe Honda này. Chủ đang kinh doanh buôn bán vật liệu xây dựng. Đó, chiều sau là đến cái cọc bê tông đằng sau đó, nói chung là trừ lộ giới đi rồi, đường này quy hoạch là 50 mét này, quốc lộ 27 này, khu vực kinh doanh buôn bán tốt nha quý vị nha. Nhà toàn nhà lầu biệt thự đây, quý anh chị nào quan tâm đến cái lô đất mặt tiền kinh doanh thị trấn Liên Sơn, quốc lộ 27 này, thì alo cho em để sở hữu cho quý anh chị nha. Lô này với cái diện tích là ngang mặt tiền là 12 mét này, sau vô sau khi trừ lộ giới rồi là cũng còn lại 12 mét, giá bán là 360 triệu trên 1 mét ngang, thổ cư full. Đây là mặt tiền quốc lộ 27 hướng đi Đà Lạt. Đó, trung tâm của thị trấn Liên Sơn. Rồi, anh chị nào quan tâm đến đất thổ cư mặt tiền kinh doanh liên hệ cho em để sở hữu. Em xin phép được kết thúc video ở đây, hẹn gặp quý anh chị vào những video tiếp theo.